Máy sấy tóc hiện nay có khá nhiều loại và kiểu dáng tùy vào từng nhu cầu và túi tiền mà chị em có thể mua được hàng chính hãng. Càng ngày các hãng càng chạy đua và cho ra đời những kiểu dáng máy sấy tóc hiện đại hơn, trong đó có máy sấy tóc treo tường vừa tiện lợi lại đảm bảo an toàn. Các nàng nhất định phải có máy sấy tóc SALONIASL013GM bền, -E tiết kiệm điện năng, được phát minh từ rất lâu. Máy sấy tóc là vật dụng dường như không thể thiếu của phái đẹp để làm khô tóc hàng ngày qua thời gian chúng càng được nâng cấp trong đó nổi bật là sự xuất hiện máy xấy tóc Dyson với công nghệ quạt dấu cánh hiện đại được trang bị động cơ thổi khí tay cầm và đẩy luồng khí phát ra từ bên trên đây chính là mấu chốt tạo cảm giác thoải mái và cực kỳ tiện lợi cho người dùng sử dụng trong thời gian dài khi mùa mưa đến thì chắc hẳn sẽ rất nhiều chị em phụ nữ phiền lòng bởi những cơn mưa bất chợt sẽ làm ướt mái tóc mà mình đã mất thời gian chăm chút trước khi đến trường hay công sở Vậy thì bạn hãy chuẩn bị ngay cho mình một chiếc máy sấy tóc tốt gọn gàng để chăm sóc tóc của mình tốt hơn nào. Máy sấy tóc Panasonic SALONIASL013GM với công suất mạnh mẽ, sấy khô nhanh tay cầm gập lại gọn gàng sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trong hoàn cảnh này đây. SALONIASL 013 ZIA Speed Ion Dryer, -E mã SPB 08 ZLASL 8T, thông tin sản phẩm, lưu lượng không khí lớn 2,3 mét khối một phút, giảm thời gian khô 30%, đây là loại lưu lượng không khí lớn giúp giảm thời gian khô khó chịu. Giữ tóc khô trong những tháng mùa hè nóng nực, ngăn ngừa hư tổn do làm khô nhanh, đây là kiểu làm khô nhanh giúp tóc tiếp xúc với nhiệt nên ngăn biểu bì mở ra và giảm hư tổn. Chức năng tạo ion âm nhẹ nhàng trên tóc tạo ra các ion âm nhẹ nhàng trên tóc của bạn. Giữ cho tóc khô, thiết kế nhỏ gọn có thể gập lại. Một bộ xả vào buổi sáng và một cách mát mẻ để giữ kiểu tóc của bạn. Điểm 1. Giới thiệu một màu xám và xanh nước biển mới. Xám, độc quyền trên web chính thức. Màu sắc đơn giản và tinh tế có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai. Navy, màu sắc có chiều sâu hơn trước, khiến nó trở nên thời trang hơn. Điểm 2. Giảm 30% thời gian khô do thiết kế lượng không khí lớn 2. 3 mét khối một phút. 2. Khô nhanh hơn với gió mạnh hơn. một Theo các phép đo của công ty chúng tôi, khi có vòi phun. 2. So sánh với sản phẩm của chúng tôi, SL007. Nghiên cứu nội bộ, điểm 3, được trang bị chức năng ion âm sẽ làm hài lòng mái tóc của bạn, nó tiếp cận bề mặt của tóc, điểm 4, có thể gập lại và nhỏ gọn, nó cũng làm giảm gánh nặng cho cánh tay của bạn khi bị khô, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn mua quần jogger nam nhật quần nỉ đẹp cao cấp mẫu 2021 giá tốt hàng nội địa Nhật, nếu như bạn có người thân ở bên Nhật thì có thể nhờ người mua hộ ngay tại bên Nhật, nếu không bạn có thể nhờ đơn vị mua hộ hàng Nhật mua hộ. Với 10 năm kinh nghiệm order hàng Nhật, shop Nhật Việt tự tin mua hàng Nhật chính hãng, làm hài lòng quý khách ngay từ lần đầu tiên mua hàng. Với 4 bước đơn giản, chỉ sau tầm 2-3 tuần hàng sẽ về đến tay bạn. Bước 1, truy cập website như Amazon, Rakuten, Yahoo Nhật, chọn sản phẩm bạn muốn mua, sau đó gửi link sản phẩm cho shop Nhật Việt. Bước 2, sau khi nhận yêu cầu mua hàng, shop sẽ kiểm tra lại thông tin sản phẩm về chất lượng sản phẩm, độ tin cậy của chủ hàng, giá cả và gửi xác nhận lại cho bạn. Bước 3, shop Nhật Việt sẽ gửi bản thông tin chi tiết đơn hàng và quý khách sẽ thanh toán 50% giá trị đơn hàng. Bước 4, chờ đợi hàng về sau 2 tháng 3 tuần và thanh toán nốt số tiền còn lại, shop Nhật Việt chúng tôi là địa chỉ mua hộ hàng Nhật, hàng chuẩn nội địa Nhật uy tín nhất hiện nay. Shop đã hoạt động từ chục năm nay, chuyên nhận mua hộ hàng từ Nhật về Việt Nam với giá cả hợp lý, cực kỳ uy tín và đảm bảo. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo một số mặt hàng khác như trang sức second hand Nhật Lô bút mông lăng cũ chúng tôi thường hay order về cho khách liên hệ với shop Nhật Việt qua hotline 0983 13.15.28 để được tư vấn trực tiếp.